Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ những thay đổi từ khi con trai ruột chào đời. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ một góc khác về mình trong 3 năm qua khi có sự xuất hiện của con trai cưng Bồ Huỳnh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa tung ra một trailer ngắn giới thiệu series Nhật ký làm cha sắp lên sóng để ôn lại hành trình 3 năm gắn bò với con trai ruột Bồ Huỳnh. Trước đó, Mr. Dam đã khiến khán giả bất ngờ rồi xúc động đến vỡ hòa khi công bố con trai ruột tại The Portrait Live Concert ngay sinh nhật lần thứ 51 của mình. Kể từ đó, nam ca sĩ thoải mái khoe hình ảnh bé Bolo với khán giả và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè đồng nghiệp và fan hâm mộ. Bé Bolo cũng nhanh chóng gia nhập đội hình những nhóc tỷ được yêu thích nhất showbiz khi những hình ảnh của bé được chia sẻ rầm rộ và nhận được sự tương tác khủng trên các nền tảng mạng xã hội. Để đáp lại sự yêu thích và mong đợi xem thêm nhiều khoảnh khắc của bé Bolo, nam ca sĩ quyết định sắp xếp lại dữ liệu thành series nhật ký làm cha để chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của hai ba con đến với khán giả. Chỉ với hai phút ngắn ngủi của trailer, người xem được thấy một hình ảnh rất khác của Mr. Dam khi làm ông bố bìm sữa, thay tã, chơi với con trai, cho con bú bình. Người ta thường thấy một đàm vĩnh hưng bóng bầy, trải chuốt khi xuất hiện trên sân khấu. Nhưng những hình ảnh đời thường, quần đuôi áo ba lỗ tóc tai không chỉnh chu thế này thì đây là một trong những lần hiểm hòi giọng ca Bình Minh sẽ mang em đi chia sẻ tôi thay đổi tới mức bác Quang Linh thể hình hai cha con cũng phải nói nam với Hương cuối cùng cũng có ngày này à hết xịt keo vớt tóc rồi à vì chăm con nên tôi mặc đại gì cũng được tóc tai nhiều khi chưa cứ phải ưu tiên con trước đã từ khi có bộ lô hình đàm vĩnh hưng đã không còn gông từ khi có con trai bộ lô hình đàm vĩnh hưng đã không còn gông và nam ca sĩ còn hay nói vui rằng mình đã cởi chiến bào trước đó anh luôn là cái tên gây chú ý bởi những phát ngôn có phần mạnh bạo mỗi khi lên tiếng bảo vệ bạn thân và đồng nghiệp bây giờ Hương thay đổi rồi nha tâm tính mình nhìn lành nhẹ nhàng không có nặng nề bất kỳ điều gì chỉ vì bô lô thôi bô lô như thiên thần xuất hiện từ khi có con gia đình Hương yên ấm Hưng thành một người khác luôn, nam ca sĩ tâm sự. Cũng trong trailer, có những khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng đã rơi nước mắt khi nói về sự thay đổi từ khi có con trai cưng. Đó là kỷ niệm khi nam ca sĩ đi shopping và muốn mua một cái áo. Nhưng nghĩ tới bô lô nên đã bỏ xuống ngay. Đó không phải là mình của ngày xưa. Bây giờ cầm một món đồ gì lên, tôi đặt xuống dễ dàng. Mr. Đàm xúc động nói. Nam ca sĩ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón con trai và sự chuẩn bị đó đôi lúc như quên đi cả bản thân mình, anh chia sẻ thêm mỗi khi đi lưu diễn và có thời gian mua sắm, anh đều dành thời gian mua đồ cho con, lúc nào cũng ngắm nghía quần áo giày dép cho Bolo chứ không mua sắm cho mình nhiều nữa.